Oleksandr Zinchenko là một trong những ngôi sao khiến cổ viên Arsenal thất vọng nhất ở mùa giải trước. Cựu sao Man City rớt phong độ và đôi lần trực tiếp làm pháo thủ mất điểm ở các trận đấu quan trọng. Điều này khiến tương lai của Zinchenko càng trở nên mờ mịt tại câu lạc bộ thành London. Không ít người hâm mộ Arsenal cho rằng Mikel Arteta nên loại cầu thủ người Ukraine thay vì giữ anh ở lại năm nay. Song tính đến nay, tương lai của Zinchenko vẫn không có gì thay đổi khi Arsenal vẫn giữ quan điểm giữ lại cầu thủ này. Đáp lại sự tin tưởng từ ban lãnh đạo, ngôi sao 27 tuổi vừa ghi một siêu phẩm trái phá trong trận Arsenal thắng Bayer Leverkusen rạng sáng nay. Nhận bóng từ tuyến 2, Zinchenko ngay lập tức thực hiện cú đá căng như kẻ chỉ khiến thủ thành đối phương bất lực cản phá. Số 17 sau đó còn chơi tập trung và chắc chắn ở hàng phòng ngự. Màn trình diễn của Zinchenko cho thấy bản thân ngôi sao này vẫn còn muốn gắn bó tại Arsenal. Ở mùa giải năm nay, cựu sao Man City sẽ phải cạnh tranh gay gắt với tân binh Riccardo Calafiori nếu như muốn đá chính tại pháo thủ. Sự hiện diện của Riccardo Calafiori giúp tăng cường hệ thống phòng ngự Arsenal. Niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác. Oleksandr Zinchenko đối mặt với nguy cơ đóng vai dự bị ở mùa giải tới. Thế nhưng trận đấu trước Bayer Leverkusen giúp Zinchenko chứng minh anh vẫn còn đó năng lực vốn có. Hậu vệ người Ukraine được Mikel Arteta xếp đá chính ngay từ đầu. Thực tế chứng minh, chiến lược gia người Tây Ban Nha có quyết định đúng đắn. Do đó, Zinchenko hứa hẹn vẫn sẽ là quân bài lợi hại của Arsenal, đặc biệt khi đội nhà muốn gia tăng sức ép, khả năng cầm bóng trước đối thủ. Mới đây, cầu thủ người Ukraine cũng đã quyết định đổi số áo từ 35 sang 17 ở Arsenal. Động thái trên đã xua tan những nghi ngờ cho rằng cầu thủ người Ukraine sắp rời Emirates. Zinchenko được Arsenal mua về từ Man City cách đây 2 năm. Mùa giải vừa rồi, anh đá 35 trận ở mọi sân chơi và đã cùng đại diện phía Bắc thành London về đích thứ hai ở Premier League. Được hỏi tại sao lại chuyển từ số áo 35 sang 17, Zinchenko cho hay: "Con số 17 có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với tôi. Đây là số áo mà tôi từng mang khi còn là cầu thủ trẻ. Đến lúc thi đấu cho đội tuyển quốc gia Ukraine, tôi cũng luôn yêu cầu được mang áo số này." Do chủ nhân số 17 của Arsenal là Cedric Suarez đã chuyển đi nơi khác, nên tôi mới mạnh dạn đề nghị được tiếp quản chiếc áo mà anh ấy để lại ở Arsenal. Cảm ơn tất cả mọi người ở đây vì đã ủng hộ tôi. Nhờ có sự đồng thuận của họ nên bây giờ tôi lại được mang áo ưa thích của mình, Zinchenko phấn khởi cho biết. Trước khi Zinchenko đưa ra tuyên bố trên, không ít fan Arsenal từng dự đoán anh sẽ không thể trụ lại Emirates. Tuy nhiên, việc cầu thủ này tiếp quản áo số 17 ngay lập tức đã giúp uy tín của anh tăng lên đáng kể. Zinchenko dường như được cho rằng không sinh ra để làm hậu vệ và phòng ngự. Cầu thủ 27 tuổi rất tự tin khi có bóng trong chân, nhưng rơi vào trạng thái ngược lại hoàn toàn khi là người theo đuổi bóng. Đã quá nhiều lần trong màu áo man xanh, Zinchenko phòng ngự hời hợt và dẫn tới bàn thua. Đến khi chuyển sang Arsenal, Zinchenko vẫn không tài nào sửa nổi cái tật đấy. Giống như Pep, Mikel Arteta là người rất kỹ tính và không cho phép có sự chủ quan tồn tại, kể cả khi thế trận đang rất thuận lợi. Thế nhưng sự gay gắt của Arteta vẫn như nước đổ lá khoai với Zinchenko. Hơn nữa, những vấn đề về thể lực vẫn tiếp tục đeo bám cựu sao Man City ở mùa trước. Dù không vắng mặt trong quá nhiều trận đấu, Zinchenko cũng không đủ thể lực để thi đấu xuyên suốt. Kỳ chuyển nhượng hè 2022, huấn luyện viên Mikel Arteta vô cùng phấn khích khi Zinchenko đã đồng ý tái hợp của ông tại Bắc London. Trong mùa giải đầu tiên khoác áo pháo thủ, chính Zinchenko là một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng giúp đội chủ sân Emirates trở lại Champions League sau 6 năm vắng bóng cũng như ngự trị trên đỉnh bảng Premier League suốt 248 ngày. Từng có thời điểm Zinchenko là đầu tàu không thể thay thế, là những người có vai trò giúp các đồng đội chơi tiến bộ cũng như thủ lĩnh tinh thần ở một tập thể Arsenal non trẻ. Giai đoạn đầu mùa bóng 2022-2023, Arteta khẳng định việc sở hữu Zinchenko bên hành lang bên trái giúp ông hoàn thiện ý đồ chiến thuật sau bao năm cố gắng xây dựng ở Bắc London. Thực tế, tại một vài đội bóng khác đẳng cấp nơi Zinchenko sẽ giúp anh có một suất đá chính vững chắc. Do đó, việc cầu thủ người Ukraine phải đấu tranh để giành lại niềm tin nơi Arteta cho thấy Arsenal đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Trận hòa với Bayern Munich ở Champions League cho thấy Arsenal khác biệt ra sao, đặc biệt trong khâu kiểm soát bóng mỗi khi Zinchenko đá chính thay vì Jakub Kiwior hay Takehiro Tomiyasu. Nhưng khả năng phòng ngự tệ hại nơi ngôi sao người Ukraine khiến pháo thủ ngậm trái đắng từ Villa. Điển hình khi cầu thủ 27 tuổi từng tự tin đến mức cố gắng dê bóng trước vòng vây của hai cầu thủ Villa, nhưng rồi đánh mất quyền kiểm soát, tạo thời cơ để Yuri Tielemans tung cú sút búa bổ đưa bóng dội sang ngang khung thành của Raya. Zinchenko thực sự là quái kiệt mỗi khi có bóng trong chân, nhưng ngược lại, hậu vệ sinh năm 96 trở thành mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng ngự pháo thủ. Mặc dù có đôi lúc không cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự,
Nhưng có thể nói rằng 32 triệu bảng là một mức giá hời để Arsenal chiêu mộ Zinchenko về từ Man City vào kỳ chuyển nhượng hè 2022. Rõ ràng pháo thủ được nhiều hơn mất ở thương vụ này. Trong lịch sử ngoại hạng Anh, không nhiều bản hợp đồng tạo ra thay đổi trong một đội bóng lớn như những gì hậu vệ người Ukraine đã làm tại Emirates. Trong một cuộc phỏng vấn với ESPN, Odegaard được yêu cầu mô tả các đồng đội tại Arsenal của mình bằng một từ. Và khi tên của Alexander Zinchenko được đọc lên, anh chỉ nói Messi. Tôi đã xem anh ấy chơi rất nhiều và tôi thực sự thích những phẩm chất của anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy là một cầu thủ thực sự tuyệt vời. Tôi nghĩ anh ấy có thể chơi cả hai vị trí, đôi khi là hậu vệ trái và tiền vệ. Tôi nghĩ anh ấy thậm chí có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh. Anh ấy có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, nên tôi nghĩ anh ấy sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho đội hình. Đội trưởng Arsenal đã nói với cầu thủ người Ukraine 2 năm trước. Sự dũng cảm và kỹ thuật điêu luyện của Zinchenko đã giúp Manchester City giành 4 chức vô địch Premier League. Điều tương tự đang được cầu thủ 26 tuổi làm tại Arsenal. Chỉ có điều, vai trò hậu vệ trái của cầu thủ trong đội hình Arsenal đã được thay đổi đáng kể. Vai trò của Zinchenko rất khác so với một hậu vệ cánh thông thường. Thay vì lao về phía trước để thực hiện các pha trùng biên hay gây quá tải cho đối thủ, hậu vệ này bó vào trong, giúp Arsenal áp đảo về mặt quân số và khai thác những khoảng trống tại trung tâm. Trong nửa đầu mùa giải năm nay, chấn thương làm hạn chế đóng góp của anh cho đội bóng mới. Song khi bình phục hoàn toàn và đạt thể trạng tốt nhất, hậu vệ sinh năm 96 trở thành một nhân tố không thể thiếu với Mikel Arteta. Hậu vệ trái của Arsenal hay Man City cũng chính là chân truyền quan trọng trong đội bóng. Cả Pep và Arteta đều có chung ý tưởng đó. Chính huấn luyện viên trưởng Arsenal thừa nhận rằng bản hợp đồng từ Man City đã cho phép ông điều chỉnh lại hệ thống và cách chơi của pháo thủ. Điều quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ một đội bóng giỏi trở thành ứng viên vô địch. Công bằng mà nói, không phải hậu vệ nào cũng chơi được hay theo yêu cầu đặc thù của Pep hay Mikel Arteta. Và Arsenal thực tế đã vớ được một món quà từ Man City khi Arteta quá hiểu Zinchenko trong giai đoạn cầu thủ chơi tại Etihad. Yêu cầu cao của Pep giúp cầu thủ tiến bộ hơn và hậu vệ của tuyển Ukraine hưởng lợi từ điều đó. Ở mùa giải đầu tiên, Zinchenko cập bến Emirates cũng đã giúp Granit Xhaka dường như biến thành một con người khác. Trước đó, tiền vệ người Thụy Sĩ còn cân nhắc chuyện rời Arsenal. Bản thân anh tại Arsenal khi đó cũng là phiên bản kém hơn rất nhiều so với trong màu áo đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ. Song Xhaka không phải cầu thủ duy nhất được hưởng lợi nhờ Zinchenko. Gabriel Martinelli cũng trở thành một phiên bản khác có thể phát huy thế mạnh của mình tốt hơn. Arteta giải thích, nếu Martinelli muốn ghi nhiều bàn thắng hơn, cậu ấy phải hoạt động nhiều hơn ở 1/3 cuối sân. Cậu ấy cũng cần chơi rộng bởi vì đó là phẩm chất của cậu ấy. Martinelli nguy hiểm nhất khi nhận bóng ở biên rồi sau đó cắt vào khoảng trống bên trong. Với một hậu vệ cánh thường xuyên bó vào trung tâm làm nhiệm vụ chuyền bóng như Zinchenko, tiền đạo người Brazil có thể phát huy tối đa phẩm chất của mình khi chơi nghịch chân ở cánh trái. Chẳng ai phủ nhận tài năng của Martinelli, nhưng rõ ràng tiền đạo sinh năm 2001 hưởng lợi rất nhiều từ sự thay đổi phong cách chơi của Arsenal. Zinchenko, Xhaka và Martinelli trở thành bộ ba tam giác hoàn hảo của Arsenal ở cánh trái. Tại đó, hai cầu thủ thuận chân trái gồm Zinchenko và Xhaka sẵn sàng giạt cánh đóng vai trò chân truyền hoặc tự mình dứt điểm, trong khi Martinelli gây đột biến với cái chân phải và khả năng đi vào giữa. Zinchenko còn có một điểm mạnh khác giúp các đồng đội mới ở Arsenal, đó là tinh thần thi đấu và bản lĩnh của kẻ chiến thắng. Trong mỗi cuộc đụng độ hay xô sát với cầu thủ đối phương mùa này, Zinchenko không ngần ngại lao vào các điểm nóng. Ống kính truyền hình cũng thường bắt gặp khoảnh khắc hậu vệ sinh năm 1996 ăn mừng cuồng nhiệt và hô hào khích lệ đồng đội tại Arsenal. Đội chủ sân Emirates trong nhiều năm thường bị chê bai là nhà trẻ, sở hữu nhiều cầu thủ mềm yếu và không có bản lĩnh chiến thắng. Họ cần những người như Zinchenko.